Đáng lẽ là mình sẽ xuống ăn một cái nhà hàng nổi tiếng tên là gì chồng? Nobu. Nobu, nhưng mà đồ đó là đồ 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 sống không á, sushi của Nhật á, mà mình không ăn được đồ sống cả nhà. Mà mình nói chồng mình đi đi rồi mình xuống mình ăn được cái gì mình ăn, nhưng mà chồng mình cũng muốn mình enjoy á, nên giờ mình muốn thử một lần đặt food, đặt đồ ăn mà người ta đem lên phòng rồi mình ăn nha. Bây giờ tụi mình đang chọn cái nhà hàng để mà ăn á. Nó có đây Nobu, đáng lẽ là tụi mình sẽ đi tới cái chỗ này để ăn nè. Nó đồ sống không à, mà Huyền thì lại không ăn được đồ sống nên chồng Huyền đổi chỗ khác cho Huyền ăn á, tại cũng muốn Huyền enjoy theo á. Thôi mình sẽ không ăn đồ, mình sẽ ăn đồ Trung Quốc nha, mình sẽ ăn dim sum của Trung Quốc. Vegetable spring rồi nào, Cái này rất là anh ăn đó hả? em Cái gì đó? cái là màu xanh Yes. Sau khi mà nhập cái mã số xong thì tụi mình không? sẽ Em chọn món nha. Yes, please. Mình thích ăn cái đậu Nhật Bản đó. Anh có muốn ăn cái mì xào không kìa? không? Fried rice. Bốn lần đó. Wow. Mắc nha, giá ở đây nó sẽ mắc hơn mình ăn ở ở ngoài nha. Đó, đây là cái giá ha. Ok, tiếp đi chồng, kéo lên đi. Ủa? Đây. Đúng rồi, mấy cái đồ gì cũng Mình sẽ ăn những cái đồ dim sum này nha. Chồng chọn đi, chồng muốn ăn cái gì chồng chọn đi. Anh chọn nữa. Đây mình sẽ ăn dumpling, mình thích há cảo nha. cái nào đây hả? This one. Ồ, mình chọn là nó vô luôn rồi hả? Ô, hai cái bị hai cái đậu luôn kìa chồng. Ok, đây cả. And cái gì đó, spring egg and dumpling. Cái bánh bao với vịt phải không? Cái này phải No, vịt. pork, đâu Oh, pork pork hả? là heo. Không phải vịt hả? Để chồng lên. Súp kìa. Yeah, chắc chắn rồi. Tại đang Seafood hot and sour. À, cái súp này lúc nào tụi mình đi ăn điểm sống á, tụi mình cũng ăn hết nha cả nhà. Nó rất là có vị chua chua của cái măng á. Măng, cái măng nó ngon ha. Chicken and corn soup no. Mình thì không thích ăn Em thịt thích heo nha. seafood wonton soup nè. No, ăn cái súp kia đủ rồi chồng. Mình không thích ăn thịt cả nhà. Mình có wagyu kìa chồng. No, mình có cái súp kia rồi. Wow, wagyu súp 88 đồng, 99 sen nha. Là 89 đồng á. Chưa tax nha cả nhà, chưa thuế hả? Soup nè. No. Cái súp kia là đủ rồi. Tại mình ít ăn lắm. Charmin kìa chồng. No. Đó. Singapore noodle. Ủa sao nó điểm sống nó ít loại vậy ta? Seafood. Ủa cái lem. Mình thì không thích ăn thịt heo. Anh thử đây nè, cái thịt xá xíu á, anh biết mà hôm bữa mà mua ở Việt Nam, à, tiệm Việt Nam không? Nó ngọt á. Butter chicken. Oh, rye. Rye ăn với súp. Cơm trắng hả? No.
duck fry, rice wing, alright, mapo tofu. Cái này thì phải ăn với cơm phải không? Đây cái rau. Wow, cái rau xào không mà ở đây cũng 22 đồng 99 sen nha cả nhà. Mình cũng thích ăn cái rau này mà ở đây bán hơi mắc nha. Tất nhiên nó sẽ mắc hơn ở ngoài á, vì nó phải giao lên, nó chưa tính cái phí giao lên phải không chồng? No, it's part of it. Wow, điểm sâm ở đây ít món ha. Mình mấy món rồi chồng? Mấy hai món thôi, soup với ba món của Haraga với kẹt đồ màu xanh em ăn đó. Anh muốn thử này không? No. Mình thì ít ăn bánh bao lắm. No. Đây. Ôi chết, nó tự vô luôn rồi. Cái này. Mình ăn cái đó không? Pork nữa hả? Heo, mình không thích heo nha. Thử này đi, đổi cái heo đi. Đâu rồi cái heo? Heo pork, đây rồi. Edit. And then delete. Delete file again. Gì đó. Ok. Cũng không có nhiều món lắm ha. Có nhiều. Đó, nhiều đây đó. Ý là không có nhiều món mình thích ăn. That's a lot. Yeah, no, that's. Chứ lúc nãy nó có cái hình súp cua ngon vậy mà. Singapore. Đây là cái món mà mình thích nè. Sorry em muốn thấy cái hình nó được không? Nó vô luôn hả? Cái này mà lúc ở Việt Nam mà đi mấy quán cà phê á, nó xào cái miếng á, nó là mì hả anh? Nó là bún mà. Đó đúng rồi đó, em thích cái món này lắm. Ok, that's it. Mình sẽ ăn những món này. This is it. Hai cái lần một cái mà. Ôi sao hai cái luôn. Thôi ăn chấm mà bắn hai cái. Wait. Chị à. Cái này. Seafood rồi. Đúng rồi. Chị bỏ cái đậu đi. Em cũng không cần ăn nó. Ok, mình sẽ chọn 4 món và lát mà tụi mình sẽ xuống dưới ăn cái món khác nữa. Mình thích cái đồ của mẹ mà cái bánh á, nó chấm vào cái salad á. Ok, check out right. Cái gì mà tùm lum vậy? Deliver to me 16 đồng em. Mỗi thứ hả? Hay là tất cả? Oh baby, everything. Còn mình xuống pick up là 3 đồng. Mình pick up cũng 3 đồng nữa hả? Probably because it put into go for us. Sao? Pick up. Ủa nó order rồi đâu, tắt đi. Bây giờ tụi mình sẽ order đồ ăn, mình nghĩ là 3 món thôi. Mình ăn ít lắm. Okay. Nó sẽ giao lên to the room. Tận phòng cho mình. Sau khi mà bỏ số phone thì mình sẽ bỏ cái số phòng ha. Ok, tụi mình sẽ add tiếp trong này luôn nha, cho nó 18%. 8 đồng để lên đồ ăn cho mình.
tổng cái view là 80 đồng. Đây, cho nó giao đồ ăn. Tối nay tụi mình sẽ ăn tại phòng và coi football của Mỹ. Tự nhiên đi mấy hôm cái giờ cái chân mình nó bị đau á, mình bước xuống nó bị đau lắm. Nên mình sẽ ở phòng ăn và enjoy tại phòng thôi. Chồng ha, chồng có muốn đi ra ngoài không? Ok, chồng lúc nào cũng chiều mình hết, mình ăn cái gì chồng mình cũng mua cho mình hết cả nha. Nhưng mà cái tội mình là ăn á, kén ăn lắm, rồi ăn không có hết mà đặt đồ ăn nhiều á, nên lần này mình phải đặt ít lại, tiết kiệm cho chồng mình ha. Chồng mình là nhất trên đời, chồng ha. Người ta cho mình ăn tới rồi, bây giờ chồng mình lấy. Phải ký tên nha. Thank you. Đây, anh đã giao tới. Và bày ra thôi. Trời, mình tưởng cái súp nó nhiều lắm nha cả nhà. Đồ ăn ở cái chỗ bậc nhất của nước Mỹ lúc nào nó cũng mắc hơn ở chỗ khác. Đây, mình sẽ mở cho cả nhà coi. Đây, cái súp mà trời đất ơi, mười mấy đồng cho bốn cái này cả nhà. Mười mấy đồng cho bốn cái điểm chấm này. Trời đất ơi, nó mắc gì đâu. Khoảng mấy trăm đồng tiền Việt Nam mình. Và món mì xào. Oh man. Cái gì? Bốn cục này thôi anh, mười mấy đồng, mắc quá nha cả nhà. Bốn cái thôi.